chúng con cảm ơn ngài cho buổi sáng tốt lành hôm nay mỗi buổi sáng sinh nhân từ và Chúa thì lại mới sự thành tín của Chúa là lớn lắm chúng con cầu nguyện xin lời ngài là ngọn đèn soi chân chúng con ánh sáng như đường lối chúng con một Samuel chương 21 người ta quan sát tiếp trong cái phần mà những bài học tiếp theo David trên đường chạy trốn càng về sau ấy, sự căng thẳng giữa Saul và David càng tăng lên đến nỗi mà sauler công khai bày tỏ ý định giết david và kêu gọi những thuộc hạ của mình lôi cả con trai của mình là jonathan vào cuộc dùng quyền của vua mà tung hoành cho nên bắt buộc david phải chạy trốn bắt đầu một cuộc đời chạy trốn bạn đã bao giờ cảm thấy mình như đang chạy trốn chưa bạn có thể không như david chạy trốn theo nghĩa đen cứu mạng sống của mình nhưng có thể nhiều khi chúng ta chạy trốn vì nhiều lý do nhưng có một điểm chung mà chúng ta học được ở đây Dầu David chạy trốn để cứu mạng sống, nhưng ông cũng học được. Trong gian nan, trong lúc này, ông đã lòi ra một điểm đen của ông, đó là sự dối trá. Đó là những cái phương cách trong miệng lưỡi, trong hành vi. Và học được rằng Chúa là đấng tể trị và quan phòng trong mọi sự. Và cuối cùng để ông trở lại với Chúa. Và như kết thúc ở trong thi thiên 34, ấy, câu cuối, ông nói rằng nếu mà ẩn náu nơi ngài sẽ không bị định tội, trốn ở nơi Chúa, chứ không phải là như chúng ta đã quan sát đó là có hai nơi mà David chạy trốn đến đó là nóp và Cát. Khi bạn chạy trốn thì bạn bị bắn ra khỏi quỹ đạo cuộc sống, mất thăng bằng. Và lúc này cần phải học sự tin tưởng, tin cậy Chúa. về điều đặc biệt ấy là qua hoàn cảnh thì không phải bởi những phương pháp tuyệt vọng nó cứu mạng mình mà chúng ta thấy bài học bí mật của David. Ấy. Ông có vũ khí bí mật, cái chìa khóa bí mật hay là trong Thi thiên 51 nói rằng đó là sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng để cứu ông. Và bắt đầu của sự khôn ngoan này đó là sự kính sợ Chúa. Nên trong Thi Thiên Ba Tư hai lần ông nhắc lại câu 9 thì nói rằng hỡi các thánh của Đức Yêu Va hãy kính sợ Ngài, vì kẻ nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết. Nhưng trong câu 11 ông bật mí thêm này, hỡi các con hãy đến nghe ta, ta sẽ dạy các con sự kính sợ Đức Yêu Va. Đó là chìa khóa mà ông học được trong cái lần này. Và có hai bài Thi Thiên ông làm ra trong lúc này là lúc gian truân. Qua đây chúng ta học biết được rằng David là con người. Trong lúc nguy nan ấy, ông có những biện pháp chạy trốn, nhưng đó không phải là cái điều mà chúng ta học theo mà là cái bài học nó ra từ đó là điều mà chúng ta có thể học được. Điểm dừng chân đầu tiên của David là ở tại Nob. Ông đến gặp thầy tế lễ thường phẩm để gom góp đồ ăn và trang bị vũ khí. Ahimelech, thầy tế lễ thì run sợ khi gặp David, thấy David đến gặp ông một mình và ông thấy ngờ ngợ điều gì đó không ổn. Ông hỏi David, nhân sao ông có một mình, chẳng có ai theo hết vậy. Ở trong câu 1, thay vì David cần nói cho thầy tế lễ thường phẩm biết sự thật thì ông đã nói dối. Trong câu 2 thì David đáp cùng thầy tỷ lệ Ahimelech rằng Vua có sai tôi một việc và dặn rằng chớ cho ai biết gì hết về việc ta sai ngươi làm. Cũng đừng cho ai biết lệnh ta truyền cho ngươi. Ta đã chỉ định cho các tôi tớ ta một nơi hò hẹn. Bây giờ thầy có chi trong tay hãy trao cho ta năm ổ bánh hay là vật gì thầy có thể tìm được. Thì chỗ này nếu một người tin ý chúng ta sẽ thấy cái lời nói dối của David nó cũng bị sơ hở. Câu đầu rất là trịnh trọng nhưng mà câu cuối là bây giờ thầy có gì trong tay cho năm ổ bánh. Thì chúng ta thấy cái vấn đề nói dối này ấy đã có nơi David, Jonathan và Minh canh, vợ của David. Họ đều nói dối để bảo vệ mình và bảo vệ cho nhau khỏi nguy cơ của vua Sauler Chúng ta đã xem xét một số ví dụ trong Kinh Thánh, thấy một số người trong những hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, họ nói dối để cứu mạng sống. Và chúng ta cũng biết được rằng cái Kinh Thánh không bao giờ tán thành việc nói dối và cũng không có phải là tuyên dương cái việc nói dối của họ. Nhưng có lẽ rằng có một bài học mà được niêm phong đằng sau đó. Chúng ta chỉ có thể mở mã ra ấy, mở khóa ra bằng ở trong Chúa Giêsu mà thôi. Ngài là lẽ thật, Ngài là đường đi và Ngài là sự sống. Và lời nói dối thì vẫn là lời nói dối, ngay cả khi nói ra với động cơ tốt để cứu mạng mình hay là thậm chí cứu mạng người khác điều quan trọng là chúng ta cần nhớ kinh thánh không ghi lại những lời này để dạy chúng ta cũng học theo sự nói dối mà kinh thánh ghi lại những lời nói dối này ấy bởi vì liên quan đến những con người họ đã trong hoàn cảnh đó và nói dối nói về con người và những con người đó bước đi và học với chúa ra làm sao và một điểm nữa là kinh thánh không hề che đậy những cái việc này kinh thánh nói rất là thật về những con người đó david không phải là một cuộc đời lý tưởng mà ông là một cuộc đời thực Cuộc đời của David được ghi trong kinh thánh là một cuộc đời thật. David là một con người thật, mắc những sai lầm thật và một con người trong cuộc sống thực ấy, thì hỗn loạn, lung tung. Con người thực là tội lỗi, là gian dối, sống trong thế gian ấy, là gian như thế. Đấy. Và một mặt khác, ấy, chúng ta thấy Đức Chúa Trời yêu thương và Ngài có con đường, Chúa Giêsu là đường đi. Vậy thì con đường đó như thế nào? Vậy thì dấu chân của Ngài như thế nào? Vậy thì lời Chúa nói, ai theo ta, mang thực tự giá mình theo ta, sẽ là như thế nào? Và mỗi cái nó đều là những bài toán cho mỗi một người. Và cái lời giải đó khi chúng ta mang cùng với ách của Chúa mà thôi, cùng với ách của Ngài trong cuộc sống này. Nhưng dù sao bất kể lý do của David nói dối là gì, ấy vấn đề nói dối nó vẫn là vi phạm vào chân lý. Ngài là Đức Chúa Trời của lẽ thật. Và Chúa là Đức Chúa Đầy ghét sự nói dối, trong ngôn 12 câu 22. Môi miệng nói dối giả lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, song ai ăn ở trung thành thì được đẹp lòng ngài nói dối có thể là một cám dỗ thực sự khi mà bạn gặp rắc rối hoạn nạn nho nhỏ rồi hoạn nạn to nó có thể là một sự cám dỗ thực sự khi bạn đang chạy trốn và đây có thể gọi là bài học chạy trốn chạy trốn gì hay là chạy trốn ai chạy trốn đi đâu nói dối rất tiện lợi và nó có thể như là sự lựa chọn duy nhất mà bạn không còn một cách lựa chọn nào khác vào thời điểm đó đó là mình nghĩ như vậy nhưng nói dối cũng thể hiện sự thiếu tin tưởng vào chúa và nói dối có hậu quả Nói dối có thể gây ra thêm nhiều vấn đề rắc rối cho bạn và cho những người khác. Nhưng chúng ta sẽ thấy là lời nói dối của David ấy, cho Ahimelech là gây ra hậu quả khủng khiếp cho cả Ahimelech về sau này và tất cả những thầy tế lễ ở tại nó. Có đây chúng ta nhớ lời Chúa Yêu nói đừng sợ kẻ giết thân thể mà không làm chi được linh hồn. Nhưng hay sợ đấng có thể làm chết thân thể và bỏ linh hồn vào trong địa ngục. Và chúng ta hãy học về cái nguyên tắc của tình yêu thương và lòng thương xót ở trong cái đoạn tiếp theo là 1 Samuel 21 câu 4 đến câu 6. Tại đây thì nói rằng David đến xin bánh. Thầy tế lễ thì nói với David rằng ta không có bánh thường, chỉ có bánh thánh mà thôi, miễn là các tôi tớ của ông đừng có đến gần đàn bà. Ở trong đền tạm thì có 12 cái bánh mỗi ngày đều được thay bánh mới trên cái bàn, 12 bánh trần thiết hay là bánh hiện diện, đại diện cho 12 chi phái Israel. Chỉ có các thầy tế lễ mới được quyền trên các cái bánh này. Lê Vi Ký chương 24, câu đến câu 9. Vì vậy, mặc dầu việc đưa cái bánh này cho David thì tuy về quy tắc là không đúng, nhưng Ahimelech đã quyết định theo sự thương xót và theo cái nhu cầu cần kiếp trong lúc đó. Một mặt nữa, chúng ta đọc kỹ ở trong cái chỗ này, chúng ta thấy rằng đó là Chúa, nói rằng đó là cái quyền Ngài giao cho con trai Aaron sử dụng các cái bánh này và họ ăn. Và mặt khác nữa đây là nói về cái lòng thương xót và chính Chúa Giêsu Ngài cũng đã bênh vực trong cái yếu tố này về cái hành động của Ahimelech. Như vậy thì Ai trong lúc này không có làm gì sai, nhưng mà cái hậu quả về sau ấy, mà cả nhà của ông bị giết ấy, nó có hai lý do. Thứ nhất là vì David nói dối. Thứ hai ấy, đó là bởi vì ông là dòng dõi là hậu duệ của Heli, nhưng người trong dòng thầy tế lễ này đều chết trẻ. Như vậy nó còn một gọi là dây dưa rễ má sự phán xét của chú nó còn nhiều lý do, nhiều yếu tố khác nữa một tác giả giải thích về cái việc mà Ahimelech trao bánh. Ý nghĩa thực sự của luật nghi lễ, chiếc bánh nướng ấy bày tỏ ở chỗ nó được trao cho David như một hành động của lòng trắc ẩn và thương xót, cho nhu cầu thực sự. Lúc này ấy, đó là bánh, không phải đưa ra chỉ cho các thầy tế lễ ăn mà là lúc đó là một người đói cần được ăn. Thì đó là luật pháp đã được làm trọn chứ không phải là phá luật. Chúng ta nhớ là truy xu đến để làm trọn luật pháp. Và ở trong gia cơ chương 2 câu 13 nói rằng sự đoán xét không thương xót cho kẻ chẳng làm sự thương xót, nhưng sự thương xót thắng sự đoán xét. Và Paulo cũng viết ở trong Roma chương 13 câu 10, sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận. Vậy sự yêu thương là làm trọn luật pháp. Về cơ bản chúng ta theo quy tắc của Đức Chúa Trời, theo những cái luật của Ngài thì sẽ có được kết quả tốt. Và khi chúng ta tìm kiếm điều tốt cho người khác, chúng ta theo các quy tắc của Ngài. Vì vậy cho nên yêu Chúa và yêu người lân cận. Và Ahimelech đã làm cái việc này đúng đối với David. Khi David đối phó với hiểm nguy thì chúng ta thấy câu 7 tức là cũng trong ngày ấy có một tôi tớ của sao lơ bị cầm lại trước mặt đức Diêu va người đó tên là doe dân Edom, làm đầu các kẻ chăn chiên thì ngay lập tức chúng ta thấy rằng ấy, con người này sẽ là gây rắc rối về sau này doe là một nhân vật tối tăm đầy sự đe dọa và hóa ra doe là một mật thám là một uh, công an chìm của Sauler lơ và sự hiện diện của hắn ở tại nóc gặp david khiến cho ahimelev về sau ấy, hứng lấy một cái hậu quả rất là tàn nhẫn David biết rằng ông đang đối mặt với một sự nguy hiểm. Vì vậy cho nên ông yêu cầu Ahimelech trao vũ khí và Ahimelech đưa cho David thanh gươm của Goliath. Là cơ đốc nhân không có nghĩa là chúng ta không thể sử dụng vũ khí để bảo vệ mình hoặc người khác. Trong Luca chương 22 câu 36 đến 38, Chúa Giêsu phán rằng nhưng bây giờ ai có túi bạc hãy lấy đi, ai có bao cũng vậy, ai không có gươm hãy bán áo ngoài đi mà mua. Vì ta giao cho các ngươi có lời chép rằng, Ngài đã bị kẻ vào hàng kẻ giữ, lời ấy phải ứng nghiệm về chính mình ta. Thật vậy, sự đấy chỉ về ta hầu được chọn. Các sứ đồ thưa rằng, thưa Chúa có hai thanh gươm đây. Ngài phán rằng, ấy là đủ. Cho nên David có bánh và có gươm. Và cuối cùng ông lại lên đường. David đến nóp, đến nhà của Chúa. Thì không có gì, tay không và đói. Bụng đói, khi ông ra khỏi đói thì được no đủ và có trang bị vũ khí. Một hình ảnh tốt đó là khi chúng ta không có gì chạy trốn thục mạng và tả tơi ấy, thì đến với Chúa, đến với lời của Ngài Hình ảnh bánh và gươm đây đó là hình bóng của lời Chúa, biểu tượng cho lời Chúa. Giống như David thì khi chúng ta đến vào nơi thánh của Chúa để nhận lấy bánh và gươm và để cho được ăn và được trang bị bởi lời của Đức Chúa Trời. Những bài học ở đây chúng ta thấy được rằng sự nên thánh nhiều hơn là như vậy. Nhiều hơn là sự mà chúng ta thực hiện và bài học ở đây với David. Bài trước chúng ta thấy rằng David đã nói dối thầy tế lễ và bởi sự nói dối này ông phải gặt hậu quả. Roma chương 10 câu 22 nói, Vậy hãy nhìn biết sự nhân từ và sự nghiêm khắc của Đức Chúa Trời. Nếu quan sát bức tranh rộng hơn, thì sau đó David ra khỏi nóp mà đến cát thành của Goliath. Thực chất là ông đang xuống dốc tiếp tục, chứ không phải là ông đang đi lên. Qua đây chúng ta thấy một bức tranh tương phản ở trong câu chuyện này. Tương phản là đen và trắng, tối và sáng. Ấy. Một mặt thì ông được bánh và gươm, được no đủ trong lời Chúa, được trang bị trong lời Chúa, nhưng mà ông đang đi xuống. Có là bài học cho chúng ta không? Nhiều con cái Chúa khi mà chúng ta đến tin Chúa hừng hực nhưng mà có phải là đồng vắng mình đang chờ mình không? Vì vậy cho nên câu Roma 10, 22 Chúa có sinh nhân từ và Ngài đồng thời cũng nghiêm khắc. Nếu chúng ta muốn học sự kính sợ Chúa thì là tại chỗ này. Không thể nhìn bằng một mắt được. Cho nên cả hai tay, nghe cả hai tay nhìn bằng hai mắt ấy. và đối với Chúa nhé, chứ không phải là đối với con người. Chúa nhân từ và nghiêm khắc. Và cái này là cho chúng ta đấy, chứ không phải cho Ngài. Như vậy thì David, David rời khỏi nóp đến cát Cát là một trong năm thành phố chính của người Philippines quê hương của Goliath. Mà chúng ta có thể nói rằng, sau lơ mà nhìn trên cái loạt cái danh sách nơi mà David có thể chạy trốn, thì có thể ông ta bột miệng nói rằng David có điên mới chạy đến đây. Đúng, David chạy đến đây, ông điên thật. Bởi vì ông nghĩ rằng đây là cái nơi cuối cùng trong danh sách mà chạy trốn mà thôi, đến đúng ngay thủ đô. Qua đây chúng ta thấy rằng David tuyệt vọng đến mức nào để thoát khỏi sau lơ mà ông đang cố gắng chạy một mặt nữa chúng ta thấy được rằng ấy là có một lần về sau ông ấy thốt lên trong bài thi thiên ấy trong cơn bối rối tôi nói rằng mọi người đều nói dối thì cái bài thi thiên một trăm một trăm sáu câu mười một thì có một câu tuy bài thi thiên này không nói rõ đây là tác giả có phải David hay không nhưng có một câu thì nói rằng trong cơn bối rối tôi nói rằng mọi người đều nói dối có lẽ David không có ý thức được trong cái lúc này về sự nói dối của ông nhưng mà cái bối cảnh con người chúng ta thường nghĩ lúc này ai cũng sẽ làm như thế này. Nghĩ rằng nói dối nó là đúng. Và đây là điều David học. Nhưng càng quan sát những điểm này, chúng ta đọc thi thiên 56 và đọc thi thiên 34, ấy, càng thấm thía về lẽ thật thuộc linh mà David học được ở đây. Hành động của bạn sẽ theo bạn trong cuộc đời. Một số điều chúng ta có thể học được David là tại cát. Câu 10 đấy. David trỗi dậy đến cát trốn xa khỏi sao lơ mà đến cùng A-kích vua cát. Rồi các tôi tớ của A-kích hỏi rằng có phải là David vua xưa ấy chăng? Hãy chẳng phải về người này mà bọn nữ có nói trong khi mua hát rằng sao lời giết hàng ngàn còn david giết hàng vạn david mong rằng có thể đến ẩn náu tại cát nhưng mà đến đó ông bị lòi ra có lẽ là dân tình ở tại đó đã phát hiện ra và nộp cho vua a kích rồi chính cái công trạng cái thành công thành tích của david nó giao nộp không? và lại đúng tại ngay thủ đô là quê hương của cô Lyat. Bây giờ David có lẽ mới vỡ lẽ ra đây không phải là điều tốt nhất mà khi ông chạy trốn đến đây. Và rõ ràng, sự ông chạy trốn này là ông đã không nương cậy Chúa khi ông cầm gươm của Goliath mà chạy trốn đến nơi này. Và qua đó chúng ta thấy được cái nguyên nhân sâu xa của sự ăn năn của ông. Khi nói dối ấy, đó là mình tin cậy vào cái điều mình nói dối chứ không tin cậy vào Chúa, bởi vì Chúa là lẽ thật chứ Chúa không phải là Chúa của sự dối trá. Và bởi vì ông tin cậy vào điều đó cho nên ông trượt dốc. Và bài học chúng ta thấy rằng đó là hành động của bạn sẽ theo bạn, cả tốt và lẫn xấu. Điều quan trọng cần nhớ là rất nhiều khi mà bạn đang chạy trốn thì bạn làm gì? Bạn đang cố gắng thoát khỏi những điều của quá khứ, trong khi đáng lẽ chúng ta cần nên đối mặt với quá khứ. Khi chạy trốn, người ta muốn thoát khỏi quá khứ của mình, nhưng mà quá khứ luôn luôn bắt kịp, dù tốt hay xấu. Đó là điều éo le, trớ trêu của một kẻ chạy trốn. Một thiên mới thế chương 5 câu 24, 25 thì nói Có người thì tội lỗi bị bày tỏ và chỉ người đó ra trước khi phán xét. Còn có người thì sau rồi mới bị bày tỏ. Các việc lành cũng vậy, có việc thì bày ra, lại có việc thì không bày ra, mà sau rồi cũng không có giấu kín được. Chúng ta là những gì mà chúng ta là, chúng ta làm những gì mà chúng ta đã từng làm, và thực sự không có gì thay đổi được điều đó. Mà qua đó chúng ta thấy Chúa là đứng toàn năng tể trị. Cuộc sống nó nhất quán bao giờ nó cũng được yên hơn. Nhưng tin tốt lành là Chúa Giêsu không chỉ chết vì tội lỗi của bạn mà Ngài còn chết để chuộc quá khứ của bạn. Tất cả chúng ta đều mắc những điều sai lầm nhưng Chúa Giêsu Ngài không hề phạm lỗi chúng ta dâng trọn đời mình cho Đấng Chris không chỉ một phần đời mà Chúa của hôm qua, Chúa Giêsu là đấng hôm qua, hôm nay đến đời đời không thay đổi. Bạn và tôi không đi ngược lại quá khứ nhưng mà Ngài có thể đi ngược dòng thời gian chứ không phải như ngày nay người ta nói về du hành thời gian. Ngài sẽ không đi du hành theo cái cách mà như ngày nay người ta uh, gọi là trong khoa học được theo đuổi từ thời Hitler mà bây giờ đang rỗ lên. Chúa là đấng làm điều diệu kỳ lắm. Đấng Christ có thể cứu chuộc toàn bộ cuộc đời của bạn và tôi và trong sự quan phòng tể trị ngài có thể biến những điều có hại, chạy trốn và chúng ta cố gắng quên ấy có thể trở nên điều tốt đẹp cho chúng ta. Như Joseph nói các anh muốn lấy điều đó làm hại tôi thì Chúa đã lấy điều làm hại đó để làm lợi ích cho chúng ta. Tại đây chúng ta không biết nói lời nào. Chúa đáng kính sợ. Điểm tiếp theo là tội lỗi sẽ tìm thấy bạn khi bạn có chạy trốn đằng trời. Dân số ký chương 32 câu 23. Còn nếu không làm như vậy này các ngươi sẽ phạm tội cùng Đức giê va và phải biết rằng tội chắc sẽ lại đổ trên các ngươi. Bản dịch kinh James thì rõ hơn, nói rằng hãy chắc chắn rằng tội lỗi của các ngươi sẽ tìm ra các ngươi. Và có hai khía cạnh chúng ta có thể học ở đây. Đó là chúng ta tìm thấy sự nhân từ của Chúa. Đó là Chúa giải thoát David vì ông ăn năn. Bởi vì David ăn năn cho nên là Chúa đã giải cứu. Ở đây trong câu 12 thì nói rằng David để các lời này vào trong lòng và rất sợ A-kích là vua cát. Cuối cùng dẫn ông đến việc là phải giả điên, giả rồ để nước bọt chảy dài trên râu của mình trong câu 13 này. Nhưng nguyên nhân bên trong để vua kích để cho David đi vì thấy giả điên, giả rồ. Nhưng mà nguyên nhân chính bên trong mà khiến cho David được thoát ở đây, cứu thoát ở đây ấy, thì David nói ở trong thi thiên 34 câu 18 này. Đức Diêu Va ở gần những người đau thương và cứu kẻ nào có tâm hồn thông hối. Nguyên nhân chính đó là ông ăn năn với Chúa. Thi thiên 56, thơ David làm khi dân Philippines bắt người ở trong thành cát, làm cho thầy nhạc tránh theo điếu Jonas Elem Rohokim. Cái chữ này có nghĩa là bổ câu của cây thông phương xa. Trong câu 8, thi thiên 56 thì nói, Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi, xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa, nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao. Nước mắt gì? Có phải nước mắt vì sợ, ham sống sợ chết không? Rõ ràng là không đây là nước mắt của một cuộc đời nghiệt ngã mà trong lúc này ông nghĩ rằng mọi người đều sẽ nói dối như ông hết đều sẽ làm như mình hết mà thôi có thể ép ông hành động như vậy nhưng ông chưa hiểu được nhưng đấng lẽ thật đã dùng hoàn cảnh dùng sự hoạn nạn để cứu người trong sự hoạn nạn tại cát ấy, ông ấy dần hiểu ra mới vỡ ra được lẽ thật hôm nay chúng ta nhận biết chân lý chưa chắc ngày mai chân lý đã ở cùng với chúng ta không phải từ phía chúa mà từ phía chúng ta không phải tại chúa mà tại chúng ta cuộc đời như một dòng sông vậy đó chứ không phải là một cái hồ nên ấy, tại cát, ấy, David mới dần hiểu khi lòng tan vỡ với Chúa. Câu cuối của thi thiên năm sáu, ấy, ông mới nói rằng, câu 13, Vì Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, Chúa há chẳng giữ chân tôi khỏi vấp ngã, hầu cho tôi đi trước mặt Đức Chúa Trời trong sự sáng của sự sống. Chấm hỏi. Tuy David đã lỡ trượt vỏ dưa, nói dối thể tế lệ Ahimelech, lại gặp vỏ dưa tại đây, lỡ phóng lao, dối trá, bắt buộc phải theo lao. David đã ăn năn và thống hối vì trong nguy nan ông học bài học kính sợ Chúa trong cuộc sống ấy thì Führer, về sau này Führer cũng nhắc lại câu này, câu câu 11 đến câu 16 ấy, của Thi Thiên 34. Hỡi các con, hãy đến nghe ta, ta sẽ dạy các con sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Ai là người ưa thích sự sống và mến ngày lâu dài để hưởng phước lành, khá giữ lưỡi mình khỏi lời ác và môi mình khỏi sự dối gạt. Bài học thấm thiế ông An năn ở đây mà học được, ấy, đừng nói dối, đừng nói dối, đừng nói dối. Câu 14 này, hãy tránh sự ác và làm điều lành hãy tìm kiếm sự hòa bình và đuổi theo sự ấy mắt đức yêu va đoái xem người công bình lỗ tai ngài nghe tiếng kêu cầu của họ mặt đức yêu va làm nghịch cùng kẻ làm ác đặng diệt kỷ niệm chúng nó khỏi đất còn chúng ta thì sao nhiều khi chúng ta tin chúa mà nhiều khi còn suy nghĩ tặc lưỡi giá mà mình không tin chúa mình nói dối được ha giá mình không tin chúa mình làm giả được ha giá mình không tin chúa thì có phải hay sao mình tin chúa hay không david đây này bài học của david muốn được thoát, muốn được an toàn và yên ấm thật sự ấy, thì đó là theo chân lý. Có người nói rằng nếu ai muốn an toàn trong khoảnh khắc sẽ không được an toàn mãi mãi. Bài học thâm thiết của David là về sự nói dối trong câu 13. Khá giữ lấy mình khỏi lời ác và môi mình khỏi sự dối gạt. Đó là bài học rút ra cho ông. Trong câu 14, hãy tránh điều ác, làm điều lành. Và khi bị đuổi bắt trong cuộc sống, chìa khóa là hãy tìm kiếm sự hòa bình và đuổi theo sự ấy. Khi bị đuổi thì chúng ta hãy đuổi theo sự hòa bình và đuổi theo Chúa khi bị đuổi khi cuộc đời chúng ta bị đuổi david đã trải qua một chặng đường dài từ việc trở thành người hùng đánh bại goliath giờ chỉ còn kẻ giả khờ giả điên sùi bọt mép ở trên râu cái điều tôn vinh nhông bài hát tôn vinh nhông ấy đã tìm giết ông đúng tại địa chỉ của sự thành công và david học được bài học tìm vinh quang cho mình sẽ bị sập tiệm nhưng tìm sự vinh hiển của chúa mới an toàn tất nhiên ông không phải là người tìm vinh quang nhưng ông là người được tôn lên mà. nhưng bài học Chúa ý Xu nói là nếu các người tìm sự vinh hiển của nhau ấy thì sẽ không có được an toàn không được an toàn. Tìm vinh hiển của nhau khi người ta tôn vinh con người. Nhưng tìm sự vinh hiển của Chúa mới là an toàn. Thi Thiên Ba Tư, ấy, câu 1 đến câu 3, David mới nói rằng Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-va luôn luôn, sự khen ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi. Linh hồn tôi sẽ khoe mình về Đức giê va những người hiền từ sẽ nghe và vui mừng. Hãy cùng tôi tôn trọng Đức giê va Chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh của Ngài. David học được bài học thấm thía lắm. Tại sao thi thiên 34 lại gọi vua Abimelech thay vì là vua Akit Bởi vì nghĩa đen Abimelech có nghĩa là cha của vua nhưng mà cũng có thể là tước hiệu mà vua dân Philippines nó giống như là danh hiệu Pharaon gọi là vua Ai Cập ấy. Thì vua Philippines gọi là Abimelech qua đây chúng ta thấy sông có khúc mà đời có lúc thì cái khúc đời tuyệt vọng này lộ ra những cái phương cách tuyệt vọng nhưng sự ăn năn thông hối dẫn trở lại tìm sự vinh hiển của chúa là bài học chúa cứu david ra khỏi hoạn nạn ở đây chứ không phải là những cách nói dối trong cơn tuyệt vọng cứu ông mà đúng hơn ấy lúc đó thật ra nó lòi ra tôi là ai trong cơn bối rối tôi nói rằng mọi người đều dối mọi người đều dối một tội nhân ăn năn kêu cầu là được cứu đó là bài học cho chúng ta trong gian truân không những vậy thử thách từ nhỏ đến lớn ăn ăn và thống hối và để đừng phóng lao lại theo lao dẫu trong việc nhỏ hay là dẫu trong việc lớn để đừng trượt vỏ dưa rồi đến vỏ dừa mà hãy đuổi theo sự nên thánh đuổi theo sự hòa bình sự chân thật sự thanh liêm đó là sự nhất quán trước sau như một còn nếu không chúng ta sẽ gạt và thậm chí còn bị lây hậu quả cho người khác nữa David nói dối mà cuối cùng thầy tế lễ Ahimelech lãnh đủ nhưng mà không phải là tại David hoàn toàn ở đây bởi vì cái nguyên nhân sâu xa ấy đó là do dòng dõi của Hay mà Chúa nói lời tiên tri là đều chết trẻ. Nhưng ngay cả khi bạn phạm sai lầm hay biết rằng Chúa vẫn ở bên bạn, Chúa vẫn ở bên bạn giúp đỡ bạn, hướng dẫn bạn để bạn đi đúng hướng. Chúa luôn ở bên bạn và ngay cả và đặc biệt ấy là trong những lúc khó khăn. Bởi tội lỗi của David cho nên David mới nói trong câu 34 câu kết rằng ấy, là ông mới nói rằng Đức Yêu Va chuộc linh hồn kẻ tôi tớ ngài. Tại sao lại cần Chúa? Tội quá đi mà, tội quá đi mà nơi nương náu của ông không phải là cát mà kết thúc ở trong câu 22b phạm ai nương náu mình nơi ngài ắt không bị định tội mục sư david Hathaway, người anh lúc bị tù ở trong nhà tù trong thời sau chủ nghĩa tại tiếp khắc thì ông thủ tướng anh đã đích thân sang đó mà để đón ông về đây là một cái hình bóng mà cho chúng ta thấy david được thoát ra khỏi đây không phải là bởi vì ông điên ông ấy sùi nước dãi bọt mép lên râu mà là bởi vì sao bởi vì chúa đã giải cứu ông nhưng mà về sau trong Chúa Giêsu chúng ta được mở khóa chúng ta biết được. Và đây là cái bài học bí mật, sự khôn ngoan bí mật nơi lòng của David, sự thành công bí mật và ông đứng được. Và cho ngày hôm nay chúng ta học được, Chúa Giêsu đã giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sa tăng và sự chết khi Ngài chết thay cho chúng ta tại thập tự giá. Bạn có thể tin tưởng để Ngài giúp đỡ trong lúc khó khăn hay không? Chúng ta có thể học được bài học của David hay không? Bài học đó là chạy đến nơi ẩn náu, bài học đó là đừng có phạm phải phóng lao rồi theo lao học được bài học đó là đừng có trượt vào dưa và rồi lại gặp vỏ dưa. Bài học đó là như David nói ở trong câu 4 đến câu 6. Thời các con hãy đến nghe ta. Ta sẽ dạy các con sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Đúng chúa là đáng sợ thật. Ai là người thích sự sống và bến ngày lâu dài để hưởng phước lành, khá giữ lưỡi mình khỏi lời ác và môi mình khỏi sự dối gạt. Hãy tránh điều ác và làm điều lành, tìm kiếm sự hòa bình và đuổi theo sự ấy một bài học và có thể chúng ta thấy ồ oh, giống như một khung cảnh được lộ ra, sự nguy hiểm, cái chết cận kề, suýt chết, bởi vì chắc chắn lúc đó đến đấy là chết rồi. Trong sự ăn năn đó và trong cơn bối rối đó thì Chúa dùng Chúa có thể sử dụng chính những cái những cái điều mà giả khờ, giả điên ấy, Chúa dùng sự hoàn để cứu người trong sự nạn, Nhưng mà ở đây ấy, bài học cuối cùng ấy đó là không phải là vì sự nói dối đâu. Ông không phải nói dối để mà đến Ahimelech thầy tế lễ nếu ông nói thật ấy thì sẽ khác. Nếu ông nhờ cậy Chúa, ông sẽ không đến cát này. Ông có thể tin cậy Chúa và Chúa gìn giữ Những bài học về sau này, ấy, đó là những lúc ấy mà ông trốn, ấy, gặp lúc sau lơ đi tiểu, rồi những lúc khác, ấy, sau lơ ngủ. Nhưng ông càng học sự tin cậy Chúa hơn, gần với kẻ đuổi bắt ông hơn mà Chúa bảo vệ. Nhưng mà trong cái lúc mà cái mức độ đức tin của David lúc này, ấy, Chúa Ngài là đứng đi cùng. Chúng ta thấy đây là đấng Chris đi cùng, Chúa Giêsu đi cùng David đấy. Và nguyện xin đấng đó đi cùng chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúng con dâng lời cảm ơn Ngài cho bài học này. Và cho chúng con không lấy ngay làm đủ mà tự lừa dối mình, nhưng mà học theo. Chúng con chỉ biết dâng lời ca ngợi Chúa. Nguyện xin mọi điều trong đời sống của chúng con. Bước đi, chúng con hiểu rõ hơn về sự nên thánh là gì. Và về những cái bài bỏ bối của chúng con, chúng con cũng đến lúc là nộp cho Ngài trước khi quá muộn. Thà giao nộp cho Chúa. Và chúng con hiểu điều Chúa Giêsu dạy trong lời cầu nguyện chung đó là gì. Xin cha giữ chúng con khỏi điều ác. Chúng con không biết được. Chúng con không lường trước được. Nhưng mà xin giữ khỏi điều ác thì chúng con có thể sẽ được ngước mặt lên ngẩng cao đầu không sợ kẻ giết thân thể không làm chi được cho linh chúng con có thể giống như ê tiên có thể giống như các sứ đồ vui mừng khi mà bị đánh đập vì danh ngài khi mà chịu bắt bớ vì sự công bình chúng con có thể được vui mừng giống như bài giảng trên núi chúa dạy chúng con vậy chúng con dâng biết ơn chúa và cầu nguyện trong danh chúa giêsu christ amen